đi chơi với bạn trai tôi rồi, tối tới giờ tôi đón. Nè, mẹ đang buôn bán rồi con đưa nó như vậy sao mẹ bán được? Cái đó là chuyện của mẹ. Bữa nay á, tôi có hẹn với bạn trai tôi rồi. Anh dắt tôi á, đi giới thiệu bạn cho tôi biết, cho nên là tôi không đi cũng được đâu. Giữ nó đi. Sao vậy con? Con nghĩ cho mẹ đấy chứ. Mẹ bán từ sáng giờ mới được có 10 cái bánh à. Rồi bây giờ mẹ giữ nó rồi bán không hết rồi làm sao? Bực bội thiệt á. Nói sao thì làm vậy đi, cứ nhiều lời làm gì không biết nữa. Đi anh không ơi. Khoan, từ từ bình tĩnh. Sao không? Bây giờ bả dù gì cũng dưỡng bé rồi, đâu có bán buôn được gì. Lấy tiền hết luôn đi em. Hiểu không? Cái gì vậy con, làm gì vậy con? Đâu rồi? Con ơi của mẹ. Trời ơi trả lại cho mẹ đi mà. Đi à? Ừ. Trời ơi là trời. Sao mà tôi khổ quá vậy nè. Đến đây con, đến đây, đến đây, đến đây. Cô ơi. Cô có bán bánh không? Có con. À, đây là chú ẩm giùm cho. Thôi chú ẩm nha. Mua mấy cái vậy cậu? Để cho con 2 cái đi cô. Rồi. Trời ơi. Ngoan chú thương ha, ngoan để cho bà bán bánh cho chú nha. Của cậu nè. Dạ dạ. Con đưa tiền nè, còn nhiêu cô giữ đi khỏi thối. Có 40.000. Dạ thôi cô giữ luôn đi. Cảm ơn cậu dạ. Đưa đây, qua đây cho bà. Alo. Dạ bà đang đâu vậy? Ok. À, này có nhiều tiền xài đã dữ hen. Trời hên dữ lắm luôn á. Chứ trong người mẹ em lúc nào mà cũng đeo có vài trăm à. Không có mẹ gì hết trơn á. Bữa nay được mấy triệu là hên lắm rồi đó. Ok, tiền ít hay tiền nhiều gì á, có tiền xài là được rồi. Anh á, thông minh quá. Tôi hết tiền đồ có giá trị đây, nhanh lên. Tôi không có. Bình tĩnh. Tôi không có gì hết nè, nè nó cái này có mấy trăm ngàn phết. Con này cầm tiền lắm, lấy nó đi. Được em. Trai mày hả? Rút ra. Đâu? Nhanh lên. Tôi đâu có tiền gì đâu. Ai nói mày tao lấy tiền? Đi theo tao là được. Đi đâu? Mày cho mày đi không? Đi nhanh đi. Mấy anh định làm gì tôi vậy? Cho tôi về đi. Vô trong lụm trứng gà đừng có nói nhiều. Cái gì? Lụm trứng gà trong đây hả? Thôi tôi quắt à, tôi không đi đâu, cho tôi về đi, tôi lại ai anh. Bây giờ làm sao? Thúi cũng phải làm, hôi cũng phải làm. Nhanh lên. Cho tôi về. Tôi làm. Ủi quá hả? Cho tôi ra đi. Gớm quá hả? Trưng ơi, mày đẻ ra rồi mày bắt tao giữ như vậy nè Trưng ơi. Nè bà nói nghe nè, lát tối đó, nó về bà đánh cho nó một trận luôn á. Nó bỏ cháu tôi như vậy nè. Nín đi con, nín đi. Để bà bán. Gì đó con? Bán cái bánh bao không nha. Chờ tôi chút nha con. Trời khổ quá cô ơi, tôi có bánh bao không? Trời đất ơi. Trời tôi có một mình nè cô. Chờ tôi chút nha cô. Thôi tôi không ăn cái bánh đó mà bà lấy cái bánh đâu không kìa. Cái bánh này hả cô? Thôi bà khỏi bán luôn đi. Gì vậy cô? Tôi đang đói gặp bà nữa. Trời ơi. Bán luôn đi. Cô ơi. Cô ơi cô làm gì vậy cô? Trời ơi cô ơi. Gì hả? Tôi lụm xong mày nè. Cho tao tôi về đi. Cho tôi về đi mà. Đâu có đơn giản gì được. Trứng này muốn bán được á là phải rửa sạch. Bây giờ cô rửa cho thiệt là sạch. Bể một cái tôi lụi cô một nhát. Nhưng mà nhanh lên. Thúi lắm. Thúi cũng phải làm. Làm sao? Rửa xong rồi đó, cho tôi về đi. Sao? Ủa cô biết làm sao? Thấy dơ không? Thì gớm muốn chết gì đó Thu Quắc à. Ủa thấy gớm Thu Quắc chứ cô không biết thương mẹ cô hả? Mẹ cô lặn lội mỗi một ngày 10 đến 20 cây số để đi mua trứng về làm, vì ai thương ai xót bả. Thì thương, nhưng mà mấy cái công việc đó là của bả chứ phải của tôi đâu, liên quan tới tôi. Ôi sao không liên quan? Cô nói vậy mà nghe được luôn hả? Cô từng tuổi này rồi, có con có cái rồi, mỗi lần á mà cô tạch trai này trai nọ về cô bào tiền mẹ cô ăn bận sảnh sẹ kiểu đó đó, làm cái nặng cho bà qua vậy, không biết thương bà hả? Tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi. Người xin lỗi phải là tôi, là mẹ cô kìa. Bây giờ theo tôi chỉnh trang ra đi, về xin lỗi bà. Ủa sao chỗ mẹ tôi bán mà tùm lum vậy nè? Còn mẹ tôi đâu? Chắc mẹ cô có chuyện rồi. Ủa? Để gọi người tìm cho. Alo vào hả? Tìm mà cô giúp anh vào. Ủa? Mẹ tôi đâu? Có khi nào mẹ tôi xảy ra chuyện gì không? Ủa? Mẹ ơi! Mẹ cô cái gì mà khóc vậy con? Gì mà khóc vậy con gái? Mẹ có bị gì không? Sao chỗ mẹ bán bị tùm lum vậy? Mẹ không có sao. Hồi nãy có một người khách tới đây mua rồi cái mẹ mắc ẩm nó như vậy nè, rồi mẹ bán không có được cái họ giận họ hết đồ mẹ, rồi mẹ chạy theo. Cũng may là gặp chú cảnh sát này mẹ mới lấy được tiền đó. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm nha, cảm ơn anh. Không sao đâu, này là nhiệm vụ tụi tôi mà. Dạ cảm ơn cậu nha. Con xin lỗi mẹ, trước giờ con không báo hiếu gì được cho mẹ hết mà con còn làm khổ mẹ thêm nữa. Con hứa với mẹ nha, từ nay á con sẽ thương mẹ hơn, con không làm cho mẹ buồn nữa đâu. Con xin lỗi mẹ nha. Tốt rồi, con như vậy là mẹ không có giận con đâu. Mẹ ẵm nó đi. Trời ơi, mẹ xin lỗi con. Cảm ơn cậu nha mẹ.